Nhanh lên, đừng chạy. Bên này, đừng chạy. Chị cứu em đi, cứu em đi, cứu em. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra đi. Em yên tâm đi, đợi chị tìm được chú Vũ, chị sẽ quay lại cứu em. Đừng mà. Chị Hồng, lại gặp ác mộng hả? Vẫn là chuyện lúc nhỏ sao? Từ ngày quen biết chị, chị cứ bị cùng một giấc mơ làm cho tỉnh giấc. Tại sao vậy? Lúc đó chị mới 7-8 tuổi. Thời gian qua quá lâu rồi. Phần ký ức này đột nhiên sống lại trong đầu của chị. Chỉ là những ác mộng, cứ dày dò chị liên tục. Có lúc chị thậm chí không phân biệt rồi, rốt cuộc là sự thật hay chỉ là chuyện chị tưởng tượng ra nữa. Em nghe Tào Phong nói, đây là mất trí nhớ, tính chất tạm thời. Thường xảy ra với những đứa trẻ, đặc biệt là sau khi chịu cú sốc lớn, nên đầu óc mất đi phần ký ức đau khổ đó. Lâu dần thì phần ký ức bị mất cũng giống như là nói dối cả ngàn lần, giả cũng thành thực. Nhưng thật ra đó chỉ là chị tự gạt mình thôi. Đúng rồi đó Gia Âm, em có thể giúp chị một việc được không? Sao không vẽ đi? Chị Hồng, hôm nay em mới phát hiện, thật ra chị là... Chị làm sao? Thật ra chị là một cô gái không thể con gái hơn được nữa. Nếu em là con trai, nhìn thấy cái eo nhỏ của chị còn không mê mới lạ đó. Chị thấy em học thói xấu của Bạch Hạc rồi. Mau vẽ đi. Xong rồi. Chị xem. Hồng
Chị không, chị nghĩ cho kỹ, muốn biết sự thật này hoàn toàn không dễ như chị nghĩ đâu. Trận tướng phía sau rất tàn khốc. Sau khi biết tin chị rất đau khổ, nếu đổi lại là em thà mơ hồ cả đời. Biết sự thật làm gì? Chỉ bằng đừng tìm hiểu sẽ tốt hơn. Cũng giống như em và Tào Phong thà không gặp lại. Nếu như vậy thì ảnh sẽ không có, không có xảy ra sự cố như vậy. Em sẽ không mất ảnh, anh sẽ có hạnh phúc. Dạ ơn, chị hiểu ý em. Chẳng qua nếu chị không tìm hiểu bí mật của đạo môn sau lưng chị, có thể ác mộng đó sẽ theo chị cả đời. Chị đối mặt với nó mới biết thật sự đằng sau là gì. Tôi đã nói mà, mấy cô gái này không chỉ có quân thống giúp đỡ, còn có quan hệ cá nhân nữa. Tôi nói không sai, Hải Nhân Kiệt và Hồng Diệp đó chắc chắn có quan hệ không bình thường rồi. Chúng tôi có thể điều tra từ bên mối này để tìm ra chỗ ở của Hồng Diệp. Hai người dẫn theo dõi hành tung của Hải Nhân Kiệt 24/24 cho tôi. Dừng. Quá tốt rồi, như vậy thì có thể phân tích được. Chị Hồng, uống trà đi, uống trà đi. Đây là Tiểu Dư cùng làm việc với tôi. Hai người làm quen đi. Cậu ta theo tôi nhiều năm rồi, lát nữa cậu ấy sẽ đưa cô về. Chị Hồng à, tối qua thám trưởng gọi tên cô cả đêm. Ảnh nhớ cô đó, lại sợ cô mạo hiểm, rất là mâu thuẫn. Vì vậy đặc biệt kêu tôi đến để bảo vệ cô. Thôi được rồi, nói nhiều quá. Cậu thì bảo vệ được ai? Tôi với chị Hồng Diệp có chút việc. Cậu ra ngoài đi dạo, có gì thì lập tức báo cho tôi biết. Dạ được, dạ được. Mọi người nói chuyện đi. Đi đi. Hồng Diệp, tôi biết cha cô là ai. Lão đại của đạo môn có hai con gái sinh đôi, mẹ và hai đứa bé qua đời rất sớm. 20 năm trước, lão đại của cụ đạo môn bị sát hại, các huynh đệ cũng bị giết, chỉ còn lại hai chị em song sinh sống sót. Lúc đó khoảng 6-7 tuổi. Đây chính là lão đại của cố đạo môn Tô Nghĩa. Tôi chỉ tìm được tấm hình duy nhất này của ông ấy mà thôi. Cô nhìn cho kỹ đi, qua văn của cô có phải rất giống của ông ấy không? Cố đạo môn là Tô Nghĩa sáng lập ra, qua văn này chính là tiêu chí của cố đạo môn. Nghe nói lão đại Tô Nghĩa trước khi chết đã giấu hết số kho báu đi, không ai biết nó ở đâu. Nhưng tin tức về kho báu này thì ông ấy đã xăm lên người hai đứa con gái của mình. Nhưng tại sao ông ấy lại làm như vậy? Tôi không có rõ. Chẳng qua là hai quan văn này hoàn toàn khớp nhau, như vậy mới tìm được đáp án.
Căn cứ theo sắp xếp được bao danh, có thể cô là người chị trong cặp song sinh đó. Ông ấy chính là cha tôi. Thì ra ông ấy là cha tôi. Nhà tôi họ Tô. Tôi họ Tô. Xem ra tôi thật sự có một đứa em gái. Cô biết chuyện của em gái mình sao? Bao nhiêu năm qua tôi cứ luôn mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi luôn nghe thấy tiếng gọi thảm thương của em mình. Nó kêu tôi cứu nó, hãy cứu nó. Nhưng có thể nó vẫn còn sống trên đời. Hành động. Dân. Đúng rồi, Hải tham trưởng. Vậy anh biết năm xưa là ai giết cha tôi không? Chuyện này vẫn chưa điều tra được, nhưng nhất định là trong số 8 người còn lại, hoặc mấy người phạm tội tạo ra lục đục trong nội bộ. Có phải là giả Phùng Xuân không? Tôi nhớ trước đây anh nói với tôi, nhị đương gia Cổ Đào Môn đã bị hắn hại chết. Hơn nữa trước đó Tiểu Thanh cũng vì trả thù giết cha mới để lộ sơ hở. À không đâu, sau này Giả Lục mới biết được chuyện kho báu. Hơn nữa bản tính của hắn rất nhát gan, sợ chuyện. Nếu nói hắn có liên quan, nhưng không phải là chủ mưu, nhất định là người khác. Từ đâu mà anh điều tra được mấy chuyện này? Tôi tra từ trong hồ sơ của Dư Hải mới lọc ra được từng này. À đúng rồi, Bạch Mộc thám trưởng cũng giúp đỡ không ít. Bạch Mộc, hắn là người Nhật. À không phải, hắn họ Bạch tên Mộc, người Hoa, là thám trưởng một phòng tuần bộ khác. Đối với vụ án Cửu Đào Môn, hắn cũng có nghiên cứu. Nhưng kỳ lạ, chính trong lúc này cũng có người lại đang điều tra vụ án đó nữa. Anh kể chuyện của tôi với hắn sao? Hải tham trưởng, chạy mau lên, chạy mau lên, còn không thấm nữa, chạy mau. Nhanh, nhanh, bên này. Họ là ai vậy? Người của mấy cơ quan. Họ nhắm vào cô đó. Cô đi đi, tôi yểm trợ cho. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, anh cẩn thận đó.
Hồng Diệp ở đâu? Bây giờ cô ấy rất bận. Cô không tìm được cổ đâu. Nói thật đi. Bắn đi. Quân tình tiểu thư. Bạch thám trưởng. Sao lại đến đây? Quân tình tiểu thư, người này không thể giết được. Đây là lệnh của cơ quan trưởng. Bạch Mốc. Thứ trưởng. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao vậy chị Hồng? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Quan hệ giữa tôi và Hải Dân Kiệt bị lộ rồi. Cái gì? Anh ấy ở đâu? Anh yểm hộ tôi để tôi chạy thoát. Liên quan đến thân thế chị, còn với cảnh của cụ đầu môn, anh đều nói với chị rồi hả? Đúng rồi. Nhà đề phòng tường bộ có một người tên Bạch Mộc. Hắn giới thực phận của tôi. Tôi nghi ngờ hắn là mật thám của bài cơ quan. Thám trưởng, tôi nhìn ra được cậu đối với Hồng Diệp một mực si tình. Thật ra tôi rất không phục cậu. Thám trưởng, cậu vì chúng tôi tra được rất nhiều manh mối, thật sự không dễ dàng. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa. Nhất định là cậu rất buồn. Tại sao tôi biết chuyện cũ đầu môn? Thật ra tôi chính là một thành viên của cũ đạo môn. Ông chính là lão Tam đã giả chết để thoát thân. Đội bộ lục đục hơn 20 năm trước là kế hoạch ông bày ra. Vô sĩ, cũ đạo môn người nào cũng là anh hùng hảo hán, sao lại có lại phản đồ với ông? Thật ra 20 năm trước tôi đã hợp tác với Thắng Nguyên rồi. Nếu không mượn sức ông ta, chỉ dựa vào sức của tôi, vốn dĩ không lật đổ được Tô lão đại. Đáng tiếc, Tô Nghĩa vẫn biết tính trước, di chuyển kho báu. Nhưng tôi đã bắt được cặp song sinh chị em đó rồi. Đáng tiếc, người chị song sinh này chạy thoát, bí mật qua văn trên người của họ thiếu mất một nửa. Vì vậy các người không làm được gì. Không sai. Vì thế mới tiếp diễn chuyện dây mơ rễ mát 20 năm trước đây. Bây giờ cậu biết rồi, người chị của cặp song sinh chính là Hồng Diệp. Các người bỏ ý định đi. Các người không bắt được Hồng Diệp đâu. Giả lại, cô ấy đã quên mất chuyện xưa. Và cô vốn dĩ không hề biết kho báu giấu ở đâu. Cơ trưởng, tên thám trưởng đó cứng miệng, không chịu nói Hồng Diệp ở đâu. Yên tâm đi. Tôi đang nghĩ tôi đã hiểu được sự sâu xa trong qua văn này rồi. Cậu xem qua văn của Hồng Diệp và quân tử. Sau khi quan sát hai cái này giống y nhau. Nhưng nhìn kỹ thì có thể tìm được sự sâu sắc trong nó. Qua văn trên người của quân tử, ở một nửa của nó cũng có chữ khoa. Đây là chữ môn trong Hán tự cổ đại Trung Quốc. Trước đây tôi không để ý lắm, vì chẳng qua là ý nghĩa của cổ đạo môn. Nhưng nhìn kỹ qua văn của quân tử, chữ môn này lại chính là quyền cơ, liên quan đến kho báu năm xưa.
chính là ở trên Long Hòa Môn. Cậu nhìn thấy cái gì? Long... Long Môn. Long Môn Trấn. Đó là một trấn nhỏ cách Thượng Hải không xa. Nơi đó chắc chắn là quê hương của Tô Nghĩa. Hắn đã đem kho báu mà bấy lâu chúng ta tìm kiếm giấu ở đó. Cơ trưởng, sự hiểu biết của ông về địa hình Trung Quốc thật là khiến tôi ngưỡng mộ. Theo tôi biết, trấn Long Môn này trước đây cũng là nơi loạn thế. Không quân của chúng ta từng oanh tạc nơi đây. Tôi từng đích thân dẫn người xem xét, nhưng thật sự cũng không phát hiện được gì quan trọng. Còn bây giờ thì sự thật đã phơi bày, như vậy là quá tốt rồi. Nhưng trấn Long Môn cũng không nhỏ, rốt cuộc kho báu giấu ở vị trí nào chứ? Cái này thì còn phải xem gợi ý thứ hai của Tô Nghĩa. Cửu Đạo Môn là một tay Tô Nghĩa sáng lập ra. Hắn dùng quy hiệu để làm tiêu chí Cửu Đạo Môn, nhất định là có lý của mình. Có lẽ xuất thân của hắn đi quan rất lớn đến gia tộc. Hơn nữa muốn giải đáp được biểu tượng này thì chúng ta cần phải đến trấn Long Môn. Như cơ trưởng, tôi có linh cảm chúng ta đến trấn Long Môn sẽ gặp được Lão Ngũ. Lão Ngũ là thủ hạ được Tô Nghĩa tin cậy. Lão đại chết rồi, có thể kho báu là do lão ta canh giữ. Tôi tin bí mật sẽ mau chóng được giải đáp. Lần này thì tôi sẽ đích thân ra tay. Cậu, Tam Bổ, Quân Tử, tất cả người trong Ma Cơ Quan đều cùng đi cả. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi chứng minh thực lực với quân bộ. Tìm được kho báu thì có thể giảm được nỗi lo về kinh phí chiến tranh của quân đội đế quốc, để tăng cường binh lực hơn. Lần này thì Mai Cơ Quan sẽ đứng ở trên đỉnh của sự nghiệp chiến tranh. Chỉ đáng tiếc lần này không bắt được Hồng Diệp. Nếu như hai chị em đều gặp nhau ở cố hương, sự việc sẽ càng thú vị hơn. Bây giờ chúng ta còn phải tranh thủ từng giây từng phút một đến trấn Long Môn. Còn về Hồng Diệp và mấy nữ đặc công đó, tôi sẽ có cách đối phó. Ý ông muốn nói là con chó điên mất một cánh tay đó. Hồng Diệp ở đâu? Được, được. Tốt lắm. Có biết cái này dùng để làm cái gì không? Lâu Phong Yue
Lâu Phương Duyệt sợ lại Thượng Hải. Hắn phải đối phó với Hồng Diệp và mấy nữ đặc công đó. Đừng quên, hải thám trưởng còn trong tay chúng ta. Cậu phải biết hải thám trưởng rất quan trọng đối với Hồng Diệp. Lâu Phương Duyệt sẽ dùng cách của hắn để trị thám trưởng. Nhiều chuyện đó. Đi đi. Qua bên đây. Hai người bên đây. Bên kia đi. Triệu Dương, chị Hồng, sao rồi? Có tin tức hải thám trưởng không? Vẫn chưa. Các phòng tuần bộ đều đang đi tìm ảnh. Nghe nói là liên quan đến đặc vụ Nhật. Tổng thám trưởng đang đến giao tiếp với hai cơ quan gì đó, hy vọng có thể cứu được hải thám trưởng. Có kết quả không? Đừng nhắc nữa. Hai cơ quan đó đã dọn đi hết rồi. Dọn đi. Về phía đặc vụ Nhật, ngay cả người đối thoại cũng không có, cứ như là bốc hơi. Đúng là gặp ma. Không biết có phải liên quan đến hải thám trưởng không nữa. Yên tâm đi, hải thám trưởng sẽ không sao đâu. À đúng rồi, trong này có số điện thoại của tôi. Có tin tức gì thì liên lạc với tôi nhé. Được, chị Hồng. Tôi biết người của phòng tuần bộ không đáng tin. Bây giờ trong cậy vào các chị, nhất định phải tìm cho được hải đại ca. Tôi biết rồi, hải thám trưởng vì cứu tôi nên mới có chuyện. Tôi nhất định sẽ tìm cậu ta. Tôi nhớ thám trưởng có nhắc với tôi một người tên là Bạch Mộc, hắc phòng tuần bộ quân khu. Cậu điều tra gã này đi. Tôi điều tra rồi, hắn bên phòng tuần bộ. Nhưng lúc tôi điều tra thì cũng không thấy hắn đâu cả. Không thấy. Đại ca, đại ca, mua bao diêm đi. Không cần, không cần. Vậy có vấn đề kìa, để tôi xem thử. Không có, không có. Đại ca, đại ca. Đèn lồng đây, đèn lồng đây. Mua giải đi, giải thượng hạng đây. Đến xem đi. Theo tôi để làm gì? Tôi đâu có đi theo anh. Theo tôi cả con đường. Đừng tưởng tôi không biết. Là tiện đường về nhà thôi. Tiện đường về nhà cái gì? Cậu lừa được ai hả? Bỏ súng xuống, người anh em. Các người muốn làm cái gì? Lát nữa sẽ biết thôi. Đứng yên. Tôi là người của phòng tuần bộ. Giết người của phòng tuần bộ là tội rất lớn. Muốn tìm thám trưởng phải không? Tôi dẫn cậu đi nhé. Đi. 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 Sao rồi? Không thấy. Không có. Chắc là Triệu Dương đó. Alo, Hải Dân Kiệt đang trong tay tôi. Lâu Phương Duyệt.
Sao anh biết chứ? Anh bắt Tiểu Dương. Phản ứng nhanh thật. Hải thám trưởng của cô tôi giam ở trong kho, muốn hắn sống thì các người phải đến đây đi. Lâm Phương Duyệt đã bắt Hải thám trưởng rồi. Hắn nói chúng ta đến kho hàng cứu Hải Dân Kiệt. Hắn giở trò đó, nhất định là hắn đang gài bẫy chờ chúng ta đến. Thì vốn kiếp là Phương Duyệt nên diệt hắn cho sớm. Lần trước không giết được hắn, trong lòng tôi vẫn còn đang rất hận. Bây giờ hắn tìm đến tận nơi rồi. Xem giờ 3 phút, chuẩn bị hành động. Dân, vào vị trí. Có nghe thấy chưa? Họ đến rồi. Đến cứu anh đó.
Dẫn hắn ra ngoài tiếp đãi khách quý đi. Lâu đội trưởng, nhưng mà mấy người đó lợi hại lắm đó. Đúng rồi, dẫn hắn ra ngoài nhất định sẽ bị mấy kẻ đó bắn chết. Đúng vậy. Sợ cái gì? Không phải có tôi hiểm hộ các người sao? Họ dám làm bị thương các người không? Chúng tôi biết. Hai người có muốn thăng chức phát tài không? Còn không đi giải quyết nữa. Hai người sẽ thăng lên hai bậc. Anh, đi theo tôi. Lâu đội trưởng, hai chúng tôi sẽ không bị nguy hiểm gì, đúng không? Hai người không đi mới là gặp nguy hiểm. Đi đi đi, nhanh tay lên. Đi đi đi, đi đứng yên, đội lên, đứng yên. Đi đi, ở yên đó nghe chưa? Đi nhanh lên, đi. Đừng đổ xuống, đừng đổ xuống. Đừng đổ xuống. Lại đây. Nắp ở phía sau đi. Nói là người biết Hải Nhân Kiệt đang ở trong tay tôi. Các người mà không nghe lời, dám đổ xuống, tôi sẽ bắn chết hắn đấy. Đúng. Ném xuống các người xuống đất đi. Giơ hai tay lên. Ba phút nữa thôi. Tôi sẽ cho các người đến gặp Tiểu Thanh. Hai người kia nữa. Nói các người đó. Bỏ xuống đi. Lâu Phương Duyệt đi rồi. Bây giờ trừ giết người ra, hắn không làm được gì đâu. Các người cần gì phải theo một tên điên mà mất cả mạng mình chứ? Cầm miệng đi, nhảm nhí. Các em đừng nghe họ. Lâu đội trưởng nói rồi, phải giết hết đám người này thì được thăng lên hai cấp. Lâu đội trưởng nói là thăng cấp cho hai chúng ta thôi. Anh, mình nói như vậy thì mấy em nghe xong mới ra sức giết đám người này chứ. Họ mà ra sức giết mấy người này thì có phải hai chúng ta cùng hưởng lợi không? Thật là không ngờ cậu thông minh như vậy đó. Đứng yên, đứng yên. Đừng qua đây. Mau tránh ra. Kiếp thật.